Khnyom prakarna som namaskar thvoy mukum chompo kon pratana tarai chete sakara som namaskar thvoy mukum chompo prakarna kon mchah krop pre ong nang chmreu su chompo mat ne saksa phesa balai tang oh na knong thngai ni yeung chol teu saksa neu chomnoy thmey muoy tiet keu koul prae puok ti 2 na hai koul prae puok ti 2 ni tiet saut keu mien koul prae 3 robiep rau ko bay chậm nói hai khang cầu này cứ chia ca cầm nót chậm nam chia rúm lấy câu prai phụ tỷ pì này chân dừng mở thả bay sầm ráp bà co prai nâng sạp đại châu sạp tầm mây bị phớt hai tang nơi tai mũi bọt rứ co tang nơi cầu ý lấy bọt tang tai tì bầm phớt lấy bọt cái mình men ở tệ sạp đôi lấy nóng câu prai phụ tỷ mũi tỷ chẳng khăn chấm nói nên miền này thả à thả cả thả nó cứ lốp do sạp đại chia sạp tầm mây vì phọt nó một tang tai mũi bọt à nó có miền nó cứ lốp tang tai mũi bọt đấy nơi khang đá à thả cả thả tai mà đòn rư cỏ mà giang vinh tiết lốp tang sạp tầm mây vì phọt đấy đại vì chia sạp và niếm này giờ chọn tới cứ ít thả rư cỏ ít thẻ nó việc tang nữ khang cáo này bọt tàng bọn này thả bà tổ bị bọt tàng tới cư miến bọt sát tầm mây vì phọt nó tăng nơi khang cáo ấy bọn tài tì bọn phọt này bọt cài vinh nó ập miến để tệ sạp tì nó cư nơi tròn câu prai phụ tì bí này việc khâu ông bí câu prai phụ tì mùi câu prai phụ tì mùi lâu cầm nọt dô để tệ sạp nó việc tăng nơi khang chong bọt cài hơi nó khang chong bọt tàng cư việc tăng nơi tiếng bí bọn tài một đo câu prai phụ tì pì này vĩnh cứ lô cầm nót vô sát tầm mây vì phọt tay mà đòn á đại chôn cao tới việc tăng nữ tay mũi bọt khẳng đá ấm các ba là thả cả thả hay mùi phần này vĩnh tiện nó cứ việc tăng nữ khẳng cáo nấy bọt tăng dân câu prai phụ tì pì này tao chùm nắm câu sẵn khai tiền bấy này thả vì miền prai thả sạch cái đấy vị này trái hơi nâng vì cầu nâng cứ chìa ca cầm nót chấm nám từ lâu câu sang khai chia ra gồm nữa lấy dân mưa chấm nói tì muối nay câu prai phụ tì pì nấy đài tao cầm nót chấm nám đôi to từ nữa chân rục biết tăng át nực nông câu prai phụ tì pì nấy miên ca cầm nót chấm nám đôi chân này nữa nực nông chấm nói tì muối nâng cứ át thao nâng prai tha sẽ cái đấy nông bàn đi tì nế vi tì tà bầu rư có mẹ dìa vui trả tiền chẳng từ nữa hay nông cái lãnh tí này cứ bà to bì prai à thao nâng hói cứ dưỡng prai bộ sát tầm mây vi phót nâng ấy đại dương thà vì châu nông sát tầm mây vi phót tăng nơi tai mũi bót rư có bùm đuôi chân học tế vì tăng nơi kháng cáo nơi bọt tăng chẳng từ nữa chân dương cái lý mà mơ ca cầm nót chùm nám ca tăng át này vĩnh lúc thà ca tăng át dần đi xâm tăng dấu kia thà chào chạp bí bí làng từ kia thà tí mũi lúc bàn cài chọc tam đồng nào hỏi ca nâng cài kia thà bằng to tiết lúc riêng tục khang đám bằng này thà khang đám này kia thà nâng cư miên bọt thà tự thì dạ kia thà dạ rồi có tạ thì dạ kia thà dạ bồn nụ tế cứ chạy tụt thả kia thà dạ chẳng tầng cao nâng cái kia thà bằng to tiết lâu liên tục kháng đàm nâng cứ kháng đàm này à thả cả thà nâng kháng đàm các bà là thả cả thà nâng miên bọt thà tự thì dạ kia thà dạ tạ thì dạ kia thà dạ rồi có chạy tụt thả kia thà dạ chẳng tầng đối chân này về miền bọt đối chân này chia đá ấm này tăng nơi kháng đá ấm lấy à thả cả thả về nơi các bà kháng đá ấm này à thả cả thả chẳng ca là tại miền kia thả chào nó chạp bởi vì kia thả lần tứ hay kia thả tì mùi nâng lục ban cài chọc sọc cốc tan đồng nào hỏi đó là ca nâng cài kia thả bằng to tiệt nó sạp tại nơi kháng đá ấm à thả cả thả nâng ấy miền bọt đôi chân này chật đau nó việc tăng nơi kháng đám các ba là thả cả thà nâng đôi chân này hai cái này nữa để lốp áo ấy tăng át đại miên rồi biết tùm rung giảng đi nữa khăn ông ca prai chẳng là khăn ông tính đấy khăn ông ca nạc nhập ban nâng prai nơi khăn ông chùm nội nâng áo ấy chịu thì hò tới mình ban chịu bực sát đá tới đời xa chùm nội ní tùm mơ tới cứ mơ dù lời khôn ai ban thì kỳ rõ nạp prai chịu phá lời gầm nực tập bằng nâng chẳng dương prai dương thà mô thà
ទុតិយៈគាថាយៈក្នុងគាថាទី2ပန္ဒិតេនគឺបណ្ឌិតវេតិតពោគបបីជ្រាបហើយចំពោះតតិយៈគាថាយៈចតថៈគាថាយៈនេះក៏មានដំណើរដោយគ្នាអញ្ចឹងដែរណាការតាំងអាចហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈដោយគ្នាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមពន្យល់ដោយសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងចូលទៅ ចំណុចទី2នៃកុលប្រែពួកទី2វិញម្ដងដែលយើងកប់3កំណត់ចំណាំដោយតទៅណាដោយសារចំណុចកន្លែងនេះជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងការកំណត់ចំណាំទៅលើចំណុចទី2នៃកុលប្រែពួកទី2នេះគឺមានរបៀបយ៉ាងនេះណាហើយលោកឲ្យតាំងវិនិច្ឆ័យយ៉ាវក្នុងឯតិ ปานิเตเนี่ยเวติตาปูนะให้กลายเอทัปเตนี่หรือก็อิเทปเตจังตั้งเวจิตูตั้งคือตายแต่เมียนระเบียบตำรงอย่างนั้นเปียตาขนองกลายนี่คือสมานั้นบอดแต่งนี่โดยฉะนั้นเราไปโยตะเลือกาตังวินิชัยแต่งอัมบาลีบ้านจึงเมื่อตะเลือกากำหนดจำนำแต่เลขณะกำหนดจำนำในกาตังวินิชัยนั้นเป็นเมียนดำน้ำดาวระเบียบใหม่นะ ដូច្នេះលោកថាបតឬសេចក្តីនៃគាថាខ្លះកប់កំបាំងនៃចិត្តឆឹងដែលលាក់ខ្លឹមសារជ្រៅលំបាកគិតលំបាកយល់ហេតុនេះទើបលោកប្រើវិនិច្ឆ័យដើម្បីធ្វើសេចក្តីនោះឲ្យច្បាស់ត្រចះឡើងនិងងាយយល់អញ្ចឹងក្នុងការកំណត់ចំណាំទៅលើការតាំងវិនិច្ឆ័យនេះគឺលោកកំណត់សេចក្តីនៃគាថានឹងណា បាទឬក៏សេចក្តីក្នុងគាថានឹងវាកោកំបាំងនៃនឹងវិចិត្រហើយលក្ខខ្លឹមសារនឹងជ្រៅដែលយើងមើលទៅវាពិបាកយល់ហើយនឹងលំបាកគិតដូច្នេះហើយបានជាលោកឲ្យប្រើវិនិច្ឆ័យគឺសម្រាប់កោះកកាយសេចក្តីនឹងលើកវិភាកសេចក្តីនឹងឲ្យវាងាយយល់ឡើងឲ្យត្រចះច្បាស់ឡើងនឹងចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី2 នៅខាងចុងនៃបតតាំងអញ្ចឹងដល់ហើយថាបតតាំងគឺជាបតដែលលោកលើកចេញពីគាថាណាបតដែលយកចេញពីគាថាមកតាំងអញ្ចឹងនៅខាងចុងបតតាំងវិញតែងមានបតថាអេតហៈឬអិធៈនេះជាដរាបទោះបីមិនមានក៏ត្រូវថែមមកដែរអញ្ចឹងការកំណត់ចំណាំ នៅត្រង់ចំណុចទី2នេះសំដៅយកបតតាំងនេះតែងតែមានបតថាអេតហៈឬក៏អិធហៈនេះជាដរាបហើយប្រសិនបើមិនមានវិញបើមិនមាននៅពេលដែលប្រែក៏យើងត្រូវតែថែមវាមកដែរណាហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ជាដែនកំណត់នៃការតាំងវិនិច្ឆ័យដែរមានន័យថាវាជាទីកំណត់នៃប្រយោគកម្មវាចកៈមួយអញ្ចឹងកាលណាតែ យើងពិនិត្យមកលើបតតាំងហើយនៅខាងចុងបតតាំងនឹងស្រាប់តែឃើញបតថាអេតហៈឬក៏អិធៈនេះដូច្នេះបតតាំងហើយនឹងបតអេតហៈឬក៏អិធៈនេះវាជាដែនកំណត់នៃប្រយោគមួយដែលជាប្រយោគកម្មវាចកៈហើយនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលវាឲ្យទៅជាកម្មវាចកៈគឺយើងថែមការតាំងវិនិច្ឆ័យរបៀបនេះឯង ចូលទៅក្នុងចំណុចបតទាំងនេះដូច្នេះក៏លើកមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះទៅអញ្ចឹងនេះយកចេញពីវិធីប្រែបាលីហើយនឹងធម្មបទភាគ715ទំព័រ115ណាអញ្ចឹងនេះជាការលើកឡើងឧទាហរណ៍ជាសង្ខេបទេហើយខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទនឹងនាំទៅមើលនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទភាគ7ផ្ទាល់តែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចនេះណា ចាប់ពីវគ្គនាងវណ្ណថាញ់ចាតិអេដ្ឋនឹងមករហូតមកដល់វណ្ណថានាមៈនេះដូច្នេះនៅខាងចុងបតកែនេះមិនមានអេតិសាបទេចំណែកឯនៅខាងចុងនៃបតតាំងនេះវិញគឺមានអេតិសាបហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអេដ្ឋដែលជាសត្តមីនេះវាតាំងនៅខាងចុងនៃបតតាំងនឹង ចឹងអានថាកថានឹងសិនទៅថាវគ្គនាងវណ្ណថាញ្ចាតិអេតហៈមហន្តារុក្ខាវគ្គនាងនាមៈខតកាតស្មឹងវណ្ណីថេតាវណ្ណថានាមៈបពុបតិការុក្ខាវិវវគ្គនាងនាមៈអបរាបរុប
ចំណែកនៅខាងចុងនៃបតតាំង ខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទបានលើកឡើងនឹងប្រែបានបញ្ចូលណែនាំនឹងរួចមកហើយអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់នៃចំណុចទី 2 ក្នុងការប្រែកុលពួកទី 2 នេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន